Kính chào cô chú anh chị đang xem clip của Pháp Thái TV. Hôm nay đến chỗ của anh Khang nữa cô chú anh chị. Con lô Mỹ Hồng đang về gực gỡ hoa, muốn giao lưu tới toàn thể cô chú anh chị và các bạn nha. Đặc biệt cho anh Khang bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Đây, bữa nay có cầm quá đẹp luôn rồi. Rồi, chào anh Khang ơi. Kính chào cô bác anh chị đang xem kênh Pháp Thái TV nha. Thì hôm nay em cũng có một số mặt hàng qua kiển trang đỏ, công uống hình công, rồi Mỹ Hồng nha, rồi cũng mấy một số chai mini nha. Cần giao lưu tất cả các bác anh chị gần xa trên mọi miền đất nước nha. Thì em cũng bắt đầu lên mã số 1 và đo thông số chi tiết từng cây từng con cho cô bác chị xem và tham khảo nha. Rồi đầu tiên là cái này là mình gặp nha. Là một cặp ha. Mã số 1 là một cặp công. Thì cái này thì cũng báo cho các anh chị là cái này em ba trang bụi nha. Nhưng mà mỗi một cái hoành thân của nó thì nó nằm khoảng từ bàn tay mình đó. Cái này là bụi kết lại ha. Có thể nhánh chính chủ yếu là bụi bụi kết lại đi. Bụi kết lại nha. Rồi thì bây giờ cái chiều cao. Tổng chiều cao này là con này là 1,5 m nha các anh chị. Đó, chiều cao. Rồi chiều giữa từ đầu tới đuôi nha. Từ cái đầu tới đuôi là 1m15. Tới nhà sải cánh là 90 nha. Trang đỏ nha cô chú anh chị. Trang đỏ. Rồi cái đuôi con này thì 95 nha. Rồi xây đó. Cái này mình lắc ngang cho nó cái hướng ngang nằm ngang lại cho anh Khang. Đúng rồi đó, cái tàn phong tàn vậy đó nha bà con. Đó, kết rất là mịn này. Đó. Chỉ cần này cái đuôi lên này. Là một cặp nha cô bác anh chị. Một cặp đó, bao ship ha. Bao ship luôn. Trong rồi cái gì là từ Vũng Tàu, Đồng Nai rồi em giao được hết nha. Cái này là cái con này là đại diện nè. Rồi con cái này là đây, đồng. Đây con đó. Đồng nhau. Cho cái chỗ chật mình không có cái ấy nha. Tương xứng ha. Tương xứng nhau lên đây. Rồi cái này con này thì cũng 1m4 chiều cao nha. Thì so với hai con nó cũng không có gì khác biệt nha. Rồi cái này là hai con cái này nó có cái đỉnh ở trên này là con này là con trống ha. Con bên đó là con mái hả? Thì nó lựa cặp hay sao? Thì nếu mà cô bác anh chị lựa thì em sẽ lựa cái kích thước nó tương xứng nhất. Là một cặp đều một cặp. Nhau ha. Cái này là cái size lớn mã số 1 ha. Cái size lớn mã số 1 nha. Rồi tới mã số 2 bên kia là mình quay đại diện luôn đó hay sao anh? Mã này. Số 2 thì bây giờ cái cặp cũng vậy luôn. Nó cũng cái kích thước nó tương ứng với nhau. Thì báo cô bác anh chị là có anh có cũng có cái con vàng nữa, màu vàng nữa. Thì nó cũng tầm cỡ đó vậy đó. Con vàng thì nó hơi lớn hơn mấy con đỏ này chút xíu. Nó cũng khoảng bằng mấy con đỏ bên kia. Thì hiện tại là nó chung một cái form vậy nha bà con. Chung một cái form mà chung một cái lô cây nha. Thì rất là sung và đây cái đuôi nè. Trên lạc của nó không có cao. Thì đuôi của nó lên hoa bông hoa cực cỡ luôn. Rồi cái này mình báo giá chưa anh? Quên rồi. Rồi cái cặp nếu cặp cho bác cái anh chị có chốt cái cặp công này á thì em báo giá là cặp công này là ship tới nhà của anh chị luôn là 5 triệu nha. 5 triệu gồm hai con ha. Gồm hai con. Đó, mỗi con 2,5 triệu nha, đã làm tẩm vô chậu xi măng ship chậu. Rồi cho cô bác chị về chơi luôn nha. Rồi, thông qua mã số 1, rồi tới mã số 2. Rồi, mình kéo con nó vô đi, lên mã số 2. Đẩy vô đâu dở luôn. Đẩy vô. Đâu. Có chuyện luôn nè. Rồi lên tiếp mã số 2 luôn anh ơi. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cặp trang đỏ đi nha. Trang đỏ. Một cặp trang đỏ mini nha. Đó. Này có chiều cao thì khoảng 45 nha. Rồi cái này cũng 45 luôn. Cây 45. Một cốt và tàn thông ha. Một cốt tàn thông. Nuôi lại tàn thông mà. Nè, cây này thì cỡ ngón cái nha. Con cỡ ngón trỏ đi. Ngón trỏ đi. Rồi cái này cỡ ngón út nha. Hai cây, đây cái bông. Cây. Hoa cứ tươi luôn. Nha. Tàn thông nó dốt đọt nha các anh chị. Rồi, cặp này mã số luôn anh ơi. Cặp này mã số 2 nha. Mã số 2 giá luôn. Mã số 2 300.000 một cặp. 300.000 gồm hai cây ha. Hai cây. Rồi xuống cây luôn. Đi hết mực.
Rồi, mã số 2. Rồi, tiếp tục mã số 3 luôn. Đây. Mã số 3 vẫn là một cặp trang đỏ lá nhỏ. Cặp trang đỏ lá nhỏ nha. Thần trên chậu rồi. Thần trên cái chậu cái bầu nha các bác chị. Rồi, cho đi cao luôn. Chỉ tỉa phơm rồi tỉa theo là chơi nha. Rồi cái này có kích thước là 35 nha. Đó, chiều cao này 40. Đó, cây 35 cây 40 thì hai cây này á thì cỡ ngón trỏ nè. Đó. Hai cây. Đó cái thân nó cỡ ngón trỏ em nha. Cái rễ thân rồi. Đó, rồi hai cây này gặp số mã số 3. Nè, cái hoa đó nè, hoa nó bên đây nè. Số 3, giá luôn anh ơi. 250k. 250.000. Bao ship tận nhà luôn ha. Rồi, rồi xuống cây luôn. Rồi lên cặp số 4 luôn. Đây, cặp số 4 vẫn là một cặp chân đỏ lá nhỏ nha cô bác chị. Rồi, cho chiều cao luôn đây. Này một cặp. Này chiều cao khoảng 3 tấc rưỡi đi. Rồi cái này 40. Rồi cái này 35. Đó, cũng ở ngón giữa nha, chỏ ngay giữa nha. Rồi, đó, lá nhỏ, cặp rồi, số 4 cặp này, luôn. 200k bao ship. 200.000 bao ship luôn. Mã số 4. Tính ra bà cây còn được mấy chục ngàn tiền phí ship nữa thì mã số 4 200k. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 5 nha. Mã số 5 là một cây trang đỏ ghép Mỹ Hồng nha các anh chị. Đó. Mini ha, chơi này chơi để bàn ha. Để bàn. Đó. Rồi mình cho chị cái chiều cao luôn đây. Cây này có tổng cái chiều cao đó là 450 nha. 50, này mới ghép 50. 3 chồi. Hoành thân. Cái hoành thì 11 nha. Ngay. Hoành 11. Hoành 11. Bộ đế thì rất đẹp nha. Này là đỏ lá nhỏ ghép mi hồng ha. Ghép mi hồng nha. Được lên rồi bà con ơi, 5 chồi. Cây sống khỏe nha. Rồi mã số 5 giá luôn đây. Rồi mã số 5. Mã số 5 này giao lô của anh chị 350.000. 350.000. Rồi. Xuống cây rồi. Luôn. Mỹ Hồng ghép. Lên rồi, tiếp. Mã số 6. Mã số 6 luôn. Cây rất là sung luôn. Mã số 6 vẫn là cây trang đỏ nha. Đó. Cái gốc trang đỏ nha. Em ghép Mỹ Hồng nha các bác chị. Đây, bông nó chuẩn bị lên nó bông đây. Đó, cây này thì cũ quái luôn ha. Chiều cao luôn. Tổng cái chiều cao là 40 nha. Cái hoành ngay vị trí này. Ngay vị trí này là 11 rưỡi nha. Đây. Một rưỡi nha. Rồi, đây cây đế nè. Đế này thì rất quái nha. Rồi, Mỹ Hồng thì rất là sung nha cô chú anh chị. Đây, búp hoa lên. Vậy nè. Rồi, cho giá mã số 6 luôn anh ơi. Rồi, mã số 6. Mã số 6 này cũng giao lô 350.000 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên mã số 7 luôn. Lên tiếp mã số 7. Mã số 7 vẫn là cây trang đỏ nha các anh chị. Trang đỏ. Trang đỏ ghép trang sen. Cái này là tàu sen, Nhật. Sen tàu nha. Trang tàu Nhật. Đây nè, ghép này cũng mình, màu này màu cũng cam cam nha các anh chị. Màu bông cam cái cam. Cái này nha. Là kêu bằng tàu Nhật á. Rồi, anh đo chiều cao đi. Cho chiều cao đi em quay chi tiết. Rồi chiều cao 40. Cái tới ngang cũng 40 luôn. Cái này ghép 3 bò ha. Lên ghép rất là khỏe nha cô chú anh chị. Đây, bông ghép 3 bò nha. Thì cái này là tàu Nhật nha. Còn tàu Thái Lai thì màu vàng. Này tàu Nhật nè, bông nó vậy nè. Rất cà phê luôn. Nó trội lên nè, cho non. Mã số 7. Mã số 7 rồi cho quần eo của cái góc đỏ luôn anh ơi. Cây thần chậu ha. Này góc chân đỏ nha, cây thần chậu nha. Quần eo này chính nha. Đây. Quần eo chính luôn. Quần eo chính nha. Giá luôn đây. Rồi cây này cũng 300k luôn. 300.000. Rồi đổi cây luôn. Xuống cây luôn. Lên tiếp mã số 8. Mã số 8 là một cây trang vàng nghệ lá thái dòng. Rồi, lá nhỏ. Mã số 8 là một cây trang vàng nghệ lá thái nha. Đó. Cây này á có tổng chiều cao là nó 60 nha. Cây tàn thông luôn ha. Cây tàn thông. Một cốt đế quái luôn. Hoành thì 7 nha. Hoành 7. Hoành 7 nha. Đây nè. Đế rồi lấy thước này nè. Đế nó nằm trong cái bầu nó cuộn vậy nè. Đấy. Ừ. Cái dòng này nó ưa lên sọc lắm nha bà con. Nè, nó đôi khi nó có chạy sọc đỏ nha. Dòng này thì hôm gầy giao lưu cũng rất là thành công trên cái kênh mình ha. Rồi cho giá mã số luôn rồi đây. Rồi cây số 8 này giao lưu 250.000 luôn. 250.000 luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp tục. Mã số 9 luôn.
Mã số 9 là một cây cam soàn hả? Mã số 9 là một cây cam soàn nha các bác. Có trái luôn. Bụng cây đây, trái đây. Đang tuột ra non rất là nhiều luôn. Cây này có tổng chiều cao là 85 nha. Tới ngang 70 nha. Đây trái nè bà con. Cây này thốt thân khoảng 20 nha. Nào, nguyên chùm trái luôn, đây đây đây, chùm trái chỉ sai nó sẽ xuống vậy nè. Cam soàn, cái này về tới nhà là gần rồi, cây này hoành 8 luôn, sử dụng được luôn. Rồi, cho tơ lên, cây thần chậu ha. Cây đã thần chậu nha, em đã vô chậu ấy nha. Rồi, cho giá lên đây. Rồi, cây số 9 này 350 ngàn luôn. Bao ship luôn ha. Bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Cây này đều tí giá nè. Mặt số 10. Cây số 10 luôn. Wow, quá xa trái rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trái luôn. Rồi, cho cao luôn đây nha. Trái này gần chín luôn ha. Rồi, tổng chiều cao em đo tới đây nha, bỏ cái đọt trên nha. Rồi, tổng chiều cao này 60. Tới ngang 70. Đó, đây, 7 trái đây, luôn. Trái nè mà con ơi, 7 trái luôn. Trái này cam soàn to nè, nguyên chùm luôn, nhìn thấy mê luôn. Cái mã số 10. Rồi, cái này quần eo màu cốt và quần eo... Quần này khoảng 6. Trái xâm xê luôn. Rồi hoành 6 nha quán chị. Rồi hoành 6 luôn, cây thần chậu luôn. Rồi giá luôn ơi, mã số 10. Rồi mã số 10. Cũng 350 ngàn luôn. 350 ngàn luôn. Bảo ship rồi, luôn. Rồi ship tới chỗ của quán chị luôn nha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Rồi em lên luôn Mỹ Hồng nha quán chị. Trở về cái lô Mỹ Hồng. Có cái là em vô lên toàn bộ những cái cây Mỹ Hồng là khóc thân thấp hết nha. Đó. Từ 1 tấc cho tới 2 tấc nha. Bụp rỡ hoa chân. Mã số 1. Ủa mã... Mã số 11. Mã số 11. Bụp hoa kẹo bụp hết. Đây hoa nào bà con ơi. Hoa nó to nó sệ xuống như thế này nào mà những cái chòi này bụp quá sắp bụp luôn. Đó hoa nè. Tệ tái luôn. Đây. Cái này một cốt mà chia làm hai thân lên vậy đó. Cốt sạch đây mà con. Hai thân nha. Bữa nay em quay gặp đi tại cái vườn này là một phọt một cây vậy nha. Rồi cho thông số luôn đây. Mã số 11 này là có hoành 11, cao 1m2 tới ngang 1m5. Rồi cây này giao lưu của anh chị 900 ngàn. 900 ngàn luôn. Giá rất là mềm nha cô chú anh chị. Cây rồi, tàn, form tàn như thế này thì rất giá này rất là hợp lệ. Bao ship nữa. Còn khuyến mãi thêm là bao sống luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đặc biệt cái chỗ anh Khang là vậy đó. Mã số 12. Cây Mỹ Hồng tàn tán thì rất là sung luôn. Cây mà sung rồi hoa nó đơm nhìn rất là mê luôn. Đây nha. Hoa búp rồi. Hôm nay là ở cái lô cây này là nó thoát thân hơi thấp nha của anh chị. Cái này thoát thân phân tắc luôn ha. Phân tắc. Chia cành nghe vậy nè. Đó, hoa thì tươi. Tươi rối luôn. Rồi, cho thông số luôn đây. Rồi, tiếp tục, mã số 12. Mã số 12 có hoành 10 cao 1m2 tới ngang 1m5. Rồi cái này giao lưu 850 ngàn. 850 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 13. Mã số 13. Wow, cây này cái tàn quá xa đẹp luôn bà con ơi. Ai chốt cái cây này thì về đặt vô cái chậu cái có cái phơm tàn tự nhiên luôn. Đó, bông hoa thì rực rỡ. Đây nè. Cái tàn này cái nó chưa nở hết nha bà con, nó chỉ đạt tầm khoảng này khoảng 40% hoa nở thôi. Cây này thất thân ta cỡ 2 tấc ha. Cây này thất thân 2 tấc. Đó. Rồi cây số 13. Có cái hoành 10 cao 1m1 tới ngang 1m4. Rồi cây này cũng 900 ngàn luôn. 900 ngàn. Đó, cây cái phơm tàn quá xá đẹp luôn. Đổi cây luôn. Hoa thì bao hoa đẹp luôn. Mã số 14 tiếp theo. Rồi tiếp theo, mã số 14 luôn. Đó. Hoa thì xệ. Mã số 14 cây này thoát thân khoảng 5 phân nha các anh chị. Xệ xệ anh. Đó. Khoe như vậy nè. Khoe hoa luôn. Cái này nó tàn hết một số nha bà con, nó rớt hoa hết một số chứ còn lại là cái cây này là chịu không nổi luôn á. Nè. Có một chùm chỗ này mà hoa vậy nè. Đó, đây, cây này thoát thân khoảng 5 cm đây. Lên là 2 được. Nha. Rồi cây số 14. Cây này có hoành 10 cao 1 m tới ngang 1 m. 1m3, 1m35 kể 1m3 đi. Rồi cây này vô 800 ngàn. 800 ngàn có cây Mỹ Hồng rực rỡ hoa chân. Rất hoa hết số chứ rồi. Phải còn là chịu không nổi luôn. Rồi xuống cây luôn.
Rồi, lên tiếp rồi, mã số 15. Mã số 15 nha. Đây, cây này thoát thân cũng khoảng 5 phân nha. 5 cm nha. Cây mỹ hồng. Lô này cái tán ngang thì cô bác anh chị hỏi chơi nha, tại vì tán ngang đó này từ mét rưỡi mét tư trở lên không nha. Cây này thì vô búp cũng rất là nhiều nha. Nè, nè, mỹ hồng đặc biệt nó mới tàn là hoa nó gì ra nắp nữa nè. À, cây này thì cái thân này khui xuống được tắt. À, mã số 15 thì chắc được tắt. Chia chi cành rất là đều. Số 15 có hoành 11. Cao 1m tới ngang 1m rưỡi. Rồi cây này giao luôn 900 ngàn luôn. 900 ngàn, mã số 15. Rồi đổi cây luôn. Đúng cây luôn. Mã số 16, mã số tiếp theo. Rồi tiếp theo, mã số 16 nha. Đây, mã số 16. Cái phơm tàn thì tự nhiên ha. Nè, hoa này nó ngộ ngộ, nó như vậy nè. Lạ hơn hoa kia ha. Rồi, trong... cây này thì thoát thân khoảng tắc rưỡi nha các bạn chị. Đó, à, thoát thân khoảng tắc rưỡi, chia cành ra vậy đó nha. Đều luôn. Rồi, cho thông số lên này. Rồi, cây 16 này có hoành 11, cao 1m2, tới ngang 1m rưỡi. Cây này giao lưu 850 ngàn luôn. 850 ngàn luôn. Mã số 16, rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục ra mã số 17 luôn. Đây, mã số 17 này. Rồi, lên tiếp mã số 17. Vừa dọn cỏ ra nữa. Rồi, mã số 17. Có phơm tàn cũng rất là ngọt luôn ha. Nè, búp mà. Đóng nụ rất là nhiều luôn. Đây. Hoa cái này cái cuốn cũ nó còn tàn mà nó trồng lên một chồi hoa nữa nè. Bông rất là tươi luôn. Bông hoa thì bao đẹp. Rất là tươi nha các bác chị. Rồi, cái này có cái thân cũng một cốt mà chia làm hai thân vậy đó, thoát thân khoảng tách. Rồi số 17 này có hoành 10, cao 1 mét tới ngang 1m2. Rồi cây này giao luôn 800 ngàn. 800 ngàn, mã số 17. Rồi xuống cây luôn. Cây này thoát thân cũng khoảng tách nha các bác chị. Rồi tiếp tục lên mã số 18 luôn. Đây, cây này có cái phơm tàn mã số 18 này thì nó đều do ha. Chia ra. Đây, hoa nó nè. Hoa nó màu ngộ ngộ hơn. Rồi, mấy cái cây kia. Cây này thì thoát hơn khoảng 20 nha các anh chị. Hơn 20 chút nha. Hoa vậy đó. Rồi, cho thông số lên đây. Rồi, cây 18 này có hoành 11, cao 1m tới ngang 1m rưỡi. Cây này giao luôn 900 ngàn. 900 ngàn, mã số 18 luôn. Đổi cây. Đúng cây luôn. Rồi lên mã 19 luôn. Đây, mã số 19. Mã số 19 này cây này thoát thân cũng khoảng 1 tấc nha các bác chị. Đó. Rồi xay anh. Khui có thể được 1 tấc rưỡi nha. Hoa thì đơm rất là nhiều nha bà con. Nè. Khui có thể 1 tấc rưỡi. Đó, hoa nè. Hoa nó thì nó đang búp rất nhiều nha. Cái cánh hoa nó to nó vậy nè. Cây này cây này cái đóng thân rồi rất là khéo ha. Chia chi cành rất là đều luôn. Rồi cây số 19 có hoành 10, cao 1m2 tới ngang 1m rưỡi nha. Rồi cây này giao luôn 850 ngàn. 850 ngàn, mã số 19 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên tiếp mã số 20. Hoa xa, cây này nhỏ mà cái hoa, cái cây mà đơm hoa như vậy nè. Búp nè nha cô chú anh chị. Bà con thấy cái búp nó như thế đó là biết cái cây nó khỏe. Xay cho xem thân anh. Đây cái thân một cốt mà nó lắc một tí ha. Lạng tí vậy nè. Đó. Lên trên đây có chùm nha. Rồi. Thông số luôn. 20 này có cái hoành 10, cao 1m tới ngang 1m2. Cái này giao lưu 750 ngàn. 750 ngàn, mã số 20. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Tiếp tục. Mã số 21 luôn. Lên tiếp mã số 21. Thì lô này gực gỡ, hoa cây nào cũng đang nở, mới có vài chục phần trăm mà nghe bà con. Đó, tới đạt cái độ mà nở hoa đen gộ một cái thì thôi. Này, búp vậy nè. Đó, hoa nè. Cánh rất là dày.
Cây này cũng một cốt mà thoát thân thì cũng hơi thấp, nó khoảng 5 cm. Khoảng 5 cm nha. Mà chia ra hai cô bác vậy, hai thân về mình khui ra có thể một tấc nha. Em ơi, một tấc nha. Rồi, thông số lên đây. Mã số 21. Rồi, mã số 21 này có cái hoành 11, cao 1m1, cái ngang 1m5. Rồi, cây này giao luôn 850.000 luôn. 850.000, mã số 21 luôn. Rồi, đổi cây luôn. Xuống đây luôn. Giá này mềm nghe cô chú anh chị, tàn tán gì mà nãy giờ chưa có cây nào trên chịu hết. Rồi, lên tiếp theo mã số 22. Rồi, mã số 22. Cây này sumo luôn. Cây này thoát thân cũng một tấc nha cô chú anh chị. Đây 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 cái hoa nè. Đây 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 cho các xem cái hoa các anh. Quá xa cái hoa nè bà con ơi. Cái tay mình không giáp luôn nè. Mỹ hồng nở đúng sức rồi vậy đó, cái hoa vậy đó. Rồi, cây mã số 22. Đó. Đó, cái thân nè. Thằng nó một cốt rất lực ha. Một cốt rất lực nha. Đó. Rồi, chia ra nhiều thông số luôn. Rồi, cây số 22 này có hoành 12, cao 1m3, tới ngang 1m5. Rồi, cây này giao lưu 950.000 nha. 950.000 luôn. Rồi, đổi cây luôn. Tất cả hôm nay, cây hôm nay là em bán dưới 1 triệu hết trơn nha cô anh chị. Lớn nhỏ gì em bán cũng 12, 13 thì cũng dưới 1 triệu nha. Để thanh lý nha. Để đem về, tiếp tục đem về những cái cây mới cho cô anh chị nha. Rồi, lên tiếp mã số 23. Rồi, mã số 23. Đây. Cây này thấy nhỏ nhỏ vậy chứ bông hoa thì khỏi phải bàn cãi nha cô chú chị đây nè. Đây. Đang bóp quá trời bóp cây. Quá xả luôn. Một tháng nữa chưa hết. Đây. Đây này thân cũng khoảng cô ra được khoảng đường tấc nha. Hiện giờ rồi so với mặt đất thì nó khoảng 5 cm nha. Rồi, thông số lên đây. Đó, cây số 23 có hoành 10, cao 1m1 tới ngang 1m1. Rồi cây này giao lưu với chị 700.000. 700.000 mã số 23. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục. Mã số 24 luôn. Lên tiếp mã số 24. Mã số 24. Cây rất là khỏe nè cô chú anh chị. Đó, nãy giờ thì nói chung lô cây này là cây nào cũng hoa thì rất là tươi luôn nè. Thấy vậy đó. Rồi, cây này chia ra làm 3 thân nha. Một cốt thoát thân thẳng đứng luôn. Cái này thoát thân cũng khoảng đất. Rồi, cây số 24 có hoành 12, cao 1m tới ngang 1m3, 900.000. 900.000 luôn, giảm giá luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục. Mã số 25 luôn. Số 25. Ồ. Tam tài ba nhánh một cốt thoát thân lên ha, chia cái form tàn rất là mạnh luôn. Đó. Nhánh tam tài nha. Đây. Bông hoa vậy nè. Chịu không nổi luôn, nở nè. Đó. Này nó chia ba thân vậy, chia chia cạnh vậy đó, có một cái đọt chủ dốc đọt ha. Có một cái đọt chủ là dốt lên nha. Thoát thân phân tách. Rồi, cây số 25 này có cái hoành 10, cao 1m tới ngang 1m5, 850.000. 850.000 luôn. Quá mềm. Cây này ship tiền ship tầm khoảng 150 có trên. 850.000 mã số 25 xuống cây. Rồi, tiếp tục lên mã số 26 luôn. Đây quá trời bông. Mã số 26. Đây, mã số 26 đây. Cái chùm bông khỏi bàn cãi này, cái này nó lên 5 đọt mà lên 5 cái hoa nè. Này, cái này gom lên nè. Rồi, mã số 26. Cái này cái cốt thẳng đứng luôn ha, thoát thân khoảng 2 tấc, chia chi cành ra. Đó. Cây này rất đều nha, rất đẹp nha. Cây này nâng cây ha. Nâng cây. Rồi, số 26 luôn. Này là có cái hoành 10 nha. Cao 1m1 tới ngang 1m5. 900.000. 900.000 luôn. Bữa nay là anh Khang xã là không có cây nào trên chịu cho nghe bà con. Ha. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Cây này thì cái chòm hoa bà con thấy Mỹ Hồng. Mua rẻ bán rẻ cho bà con chơi ha. Đó. Tiếp tục cây số 27. Đó. Giá mềm thì giao lưu giá mềm cho bà con lại có bà con chơi hoa. Đây. Mỹ Hồng đặc biệt nó, cái hoa của nó lúc mà nó mới búp rồi nó dựng đứng lên nha, nó khỏe khi mà nó nở ra cái cánh hoa nó nặng. Rồi, mã số 27 này có thân cũng khoảng 1.5 tấc nha. Đó. Cây có đọt chủ dốt không?
Rồi cây mã số 27 là có cái hoành 11, cao 1m2, tán ngang 1m5, 900 ngàn luôn. 900 ngàn luôn. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Cũng nói thêm với cô anh chị là cái ngày mai, những cô anh chị nào chốt cái hàng bên em từ Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu rồi là ngày mai em lên xe em giao nha. Đi xe. Tháng bắt đầu đi nha. Có đi. Lẽ giao trong ngày mai hoặc là ngày mốt là cô anh chị được nhận cây nha, Bến Tre nữa nha. Giao xe riêng là khỏi ship ha. Riêng nha. Khỏi ship qua bưu điện. Cái mới này ai có mà nhu cầu chốt thì em gửi xe luôn, nhập vô cái đơn đi một xe nha cô anh chị. Rồi, mã số này tiếp theo mã số 28. Mã số 28. Đây, cây như vậy nè. Đây nè, mã số 28. Đó, thằng này hơi lắc ha. Đó. Rồi. Mã số 28 này là có cái hoành chính, cao bắt 2 tháng ngang mét rưỡi, 750 ngàn. 750 ngàn luôn. Thằng cái cây này cái thằng nó lạng hơi tí, nhìn rất có duyên ha. Rồi, đổi cây luôn. 750 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Rồi lên tiếp mã số 29. Rồi mã số 29 luôn. Cái cây có cái tàn giống như một cái nón luôn. Ô cái núm dù luôn. Đây một cây dù nha. Cây dù. Nhưng mà thấp thân cây này thì khoảng 2 tấc nha. Đó, bông hoa thì tươi tắn đây nè. Hoa nó tàn còn cuốn mà nó đâm hai cái nắp lên hoa vậy. Số 29. Nè. Bông hoa chiều cao to. Rất thêm tốn rồi các anh chị. Chiều cao chỉ 85 thôi. Đó, thân lùng lực. Cao khoảng 10. Sáng ngang 1m2. Rồi cây này giao lưu của anh chị 650 ngàn luôn. 650 luôn. Bao cái ship tới không? Nhà luôn. 650 ngàn. Cây này lên chậu rồi, nâng cây đẹp lắm nha cô bác anh chị. Nó cái tàn vậy đó. Cây này lên đẹp lắm nha. Đây nè. À, cái tàn tròn do luôn. Cây luôn. Tiếp tục cây 30 luôn. Đây. Lên tiếp cây 30. Mã số 30. Cây Mỹ Hồng tàn tán thì chi cành vậy đó, rất là đẹp luôn, búp rất là nhiều. Này nở chỉ có vài cái hoa thôi, còn nhiêu là búp, còn nhiêu búp nè. Nó chùm này không à, 6-7 cái búp này mới mốt nó nở ra sẹ chứ không nói quăng xuống luôn. Đây có chùm này nó nở nhiều nè, những cái tược nó lên là dẫn bông nha các bác. Đây hoa nè, những cái tược non nó lên là dẫn bông nha, trong nắp ha, trong nắp tâm ra rồi hoa dẫn mang bông nha. Đây có cái thân hơi lắc một tí. Rồi đây cây này thấu thân tới đây khoảng cũng tới rưỡi nha quá chị. Rồi thông số lên đây. Rồi cây số 30 có hoành 10, cao 1m2 tới ngang 1m2 luôn. Rồi cây này giao lưu 700 ngàn. 700 ngàn. Dạ hữu nghị bà con ơi. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục cây mã số 31 luôn. Mã số 31. Ồ, cây này có cái thân giót đọt. Rồi xây xương xương vòng anh ơi, chút xíu mình quay cái thân cây này ha, nâng cây. Đây hoa búp mà xum xê luôn, tàn tán rất là mịn luôn. Đây cái hoa rất là tươi, hoa gì nè, vậy vậy đó nhiều. Đây cái cốt nó giót đọt lên một thân lên luôn. Rồi cây số 31 này thấu thân khoảng 20 nha, thân rất là sạch. 11, cao 1m3 tới ngang 1m4. Rồi cây này giao lưu của anh chị 900 ngàn nha. 900 ngàn luôn. Rồi xuống cây luôn, mã số 31 rất là nâng cây. Cây đó 900 ngàn, cây đó quá đẹp như của bánh gì. Rồi lên tiếp mã số 32. Hồi ôi nguyên cái dàn hoa này chịu không nổi luôn. Mã số 32. Đây búp nè. Dán nó muốn bài bài thôi. Còn thấy búp ha nè. Trời búp quá xá luôn rồi. Cây này nở mới có vài cái hoa thôi. Về mình trồng lên, sửa lại gì nên có dựng vô cái bầu bứng nguyên quá chứ. Chim cây nó không đứng nổi. Nè, đó, cái thân nở giãn ra cái thân màu lớn nha cô chú anh chị. Thật thân phân tất á. Rồi cho thông số lên đây. Bài bài thôi. Rồi cây số 32 này có hoành 10, cao 1m2 tới ngang 1m4. Rồi cây này giao luôn của anh chị. 750 ngàn luôn. 750 ngàn đây có cái tược mới ở trong thân mới đầm lên mảng gào hoa luôn nè. Đây nè, hoa nữa nè. Rồi xuống cây luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp tục mã 33 luôn. Mã số 33. Rồi, 33. Cây có cái tàn quá xa. Lô cây này cây nào nhìn cũng đẹp hết á. Cây mà nuôi như thế này một cốt mà sạch vậy là ok rồi. Rồi cây này thấu thân cũng khoảng tấc rưỡi nha. Cây mã số 33. Đây nè.
thân nó vậy nè, lên đa số là chia cành ra đều ha. Đây, mã số 33 này là có cái hoành 10 nha, cao 1m tới ngang 1m2. Rồi cây này giao lưu 700 ngàn. 700 ngàn mã số 33. Rồi, đổi cây luôn. Đổi cây luôn. Tiếp tục mã số 34 luôn. Wow, mã số 34 cái tàn kìa. Ê, lật. Cây quá nặng luôn nha bà con, cái tàn nó bự, cái bầu chịu không nổi. Cây rất là tươi luôn. Ở trong clip bà con xem vậy chứ ngoài là lực lắm nha. Nè cái hoa nè, đặc biệt nguyên cái chòm búp như thế này thì bà con thấy mai mốt nó nở ra. Cái cây này có thể tàn ngang nó khoảng 1m7 nha. Đó. Nhưng mà con em đo thì chủ yếu là do giờ cây thước thôi, tới cây thước là được rồi, là thấy biết cái tàn khủng rồi. Trừ hao ha. Trừ hao. Rồi. Đó. Thông số lên nè. Cây số 34 này là thốt thân khoảng 50 nha. Đó. Có cái hoành 10, cao 1m1, nó ngang 1m5. Rồi cây này giao lưu của anh chị 900 ngàn nha. 900 ngàn, cái tàn quá sát cái tàn luôn à. Tàn này nó xe ra. Rồi, mã số 35. Rồi, mã số 35. Đây. Đây, xây xương xương nè. Đó. Nói chung cái lô này thì mình nói về hoa thì khỏi nói nha bà con. Tại vì búp nụ rất là nhiều, chủ yếu là nở nhiều hay ít thôi. Cái cây này nở khoảng 10%. Nè. Nó còn lại bao nhiêu, tất cả là búp hết. Nè. Về tới nhà bà con là nó nở ra thì thôi, chịu không nổi luôn. Rồi, mã số 35 này là thoát thân nó khoảng cũng khoảng 5 phân nghe quá anh chị. Đó, nó có hoành 11, cao 1m1 tới ngang 1m2. Đó, cây này giao lưu của anh chị 800 ngàn. 800 ngàn, mã số 35 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Lên mã 36 luôn. Lên tiếp mã số 36. Rồi xây xương dòng anh đây. Đó. Cái tàn, cái phơm tàn thì khỏi cần chỉnh sửa nữa nha bà con. Đặt quánh hết rồi. Cái này bây giờ cành nhánh nó thì ok. Đây, cái thân nó vậy nè. Mã số 36. Đó. Cho thông số luôn đây. Mã số 36 này có hoành 11 nha, cao 1m2 tới ngang 1m4. Rồi cây này giao lưu với chị 900 ngàn luôn. 900 ngàn mã số 36 luôn. Rồi đổi cây. Quá trời cái đàn luôn. Rồi tiếp tục. Mã số 37 luôn. Mã số 37. Cây này cái tàn rồi. Nó vậy đó. Mã số 37 này. Hoa thì Mỹ Hồng phái hoa đẹp. Vậy nè. Nở ra hoa nó hồng hồng xong cái hoa nó già nó đậm lại cái màu đỏ rất là ngọt. Đây, một cốt thẳng luôn ha. Này thoát thân phân tắt xong này, lên. Thân cũng thẳng tắt nha. Chia cành ra rất là đều. Oh. Rồi, mã số 37. Mã số 37 này có cái hoành 10, cao 1m2 tới ngang 1m4. 850 ngàn. 850 ngàn luôn. Cây này thì độ hoa nở khoảng 10%. Rồi, xuống cây luôn. Chỉ có vài cái hoa nở thôi. Rồi, đổi cây luôn. Rồi lên tiếp mã số 38. 38. Rồi đây, mã số 38 này. Đó, hoa nha, hoa cái tàn xè ra. Hoa nãy già hoa nha cô bác chị. Nhưng mà đặc biệt Mỹ Hồng còn búp rất là nhiều luôn. Đó, cái thân nè. Thân này thoát thân khoảng 5 cm. Chia ra hai nhánh rất là lực ha. Rồi thông số lên đây. Rồi mã số 38 này là có hoành 11 nha, cao 1m3 tới ngang 1m5, cây này 950 ngàn nha. 950 ngàn luôn. Cây này thoát thân cũng khoảng 5 phân nha quá anh chị. Rồi xuống cây luôn. Cây này theo đo thẳng thắn là 1m5 làm gì hết. Nó phải 1m6, 1m7. Tại vì mình đo tới 1m5 được rồi. Hết thước là khỏi tính thêm hả? À. Rồi lên tiếp mã số 39. Rồi tiếp tục mã số 39. Cây này 39. Nhỏ xinh xinh nè. To coi vậy chứ. Nhỏ nhưng mà bông nó kẹo hoa chưa á. Đây, hoa nè. Đây. Mã số 39. Rồi. Đây thóc cần cũng khoảng 1m5 nha. Đó, cái thân chín nó vậy đó. Dặn dặn xay xay một tí ha. Dặn thân dặn xay xay. Rồi mã số 39 này có hoành 10 nha. Cao 1m với ngang với 2, cây này 600 ngàn. 600 ngàn luôn.
Rồi xuống cây luôn. Mã số 39 này tàn về chậm. Cũng rất ok. Rồi mã số 40 luôn. Số 40 cuối cùng. Rồi xay xay xương xương dòng anh ơi. Phơm tàn vậy đó. Hoa thì nè, búp kẹo búp hết trơn. Cây này là đẹp nha, nở cũng tầm khoảng 15% hoa thôi. Cây này thấu thân cũng khoảng khui xuống là được 2 tấc nha. Cái thân nó hơi dặn xay tí. Cây số 40 có hoành chính, cao 1m1 tới ngang 1m3. Rồi cây này giao luôn 850 ngàn luôn. 850 ngàn mã số 40, mã số cuối cùng của clip hôm nay. Ngày thứ 5. Cuối clip luôn đây. Rồi cuối clip em cũng xin chúc cho cô bác chị có buổi xem kênh vui vẻ và chọn cho mình những cái cây ưng ý nha. Và cũng cảm ơn cô bác anh chị thời gian qua đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh nha. Cảm ơn, chào tạm biệt cô bác anh chị. Rồi clip này thì bà con nào có chốt hàng trên cái tuyến đường từ Vũng Tàu trở về gì đó thì anh Khang sẽ gửi cây qua xe riêng để đảm bảo cây cho nó ổn định cho bà con chứ không ship qua bưu điện. Thì bà con nào có chốt thì sẵn chiến Khang sẽ giao tới nhà cho bà con nghe luôn nha, phục vụ. Thì cũng xin cảm ơn bà con và kính chúc cho bà con có nhiều sức khỏe thành công ha. Mình tạm dừng clip nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.